Chào các con học sinh lớp 5. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ tập làm văn. Các con thân mến, sau đây cô đọc cho các con nghe đoạn văn tả hoạt động của bạn nhỏ hoặc em bé. Mời các con tham khảo. Tập làm văn, trang 152. Đề bài: Đoạn văn tả hoạt động của bạn nhỏ hoặc em bé. Bài làm. Từ ngày có bé Bon, cả nhà em vui hẳn lên. Bé vừa tròn 12 tháng tuổi. Bọn có thân hình bụ bẫm, khuôn mặt bầu bĩnh, trông thật dễ thương. Nước da em bé trắng hồng như gà bóc, hai má bé căng mịn. Ai thấy cũng muốn hôn. Đôi mắt tròn đen như hai hạt nhãn, bé đang tuổi tập nói, tập đi nên bé hoạt động suốt ngày. Bé đi chưa vững, bước đi nghiêng ngả trông thật đáng yêu. Mẹ em đứng cách bé khoảng 2 mét, vỗ tay gọi bé đến miệng cười tuét tuét để lộ mấy cái răng sữa vừa nhú. Nghe thấy tiếng cười và lời động viên của mẹ, giỏi giỏi, bé bước nhanh hơn, làm cho thân hình lắc lư như con lật đật. Bàn chân nhỏ xíu. Của bé bước nhanh vài bước rồi xà ngay vào lòng mẹ. Bé đang tập nói, nên rất thích nói nhưng chưa nói được nhiều bé nhìn chăm chú vào miệng em rồi bụ miệng nói ba ba mẹ mẹ nghe bé nói ngọng ngọng cả nhà ai cũng tức cười em rất vui và yêu quý bé em luôn luôn muốn phấn đấu trở thành một người chị thật tốt để sau này cho bé noi theo đoạn văn tả hoạt động của bạn nhỏ hoặc em bé đến đây là hết rồi nếu thấy hay các con bấm nút thích chia sẻ cho các bạn cùng xem bạn nào chưa đăng ký vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh dạy con học tiểu học nhé cô chào các con